Xin chào các quý vị khán giả, hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, số 5 ngõ 198 Thái Hà. Vâng, như lần trước tôi đã bảo hôm nay tôi sẽ làm tiếp một YouTube về dòng Prepao của Michi. Đây là bản lớn nhất của hãng Hotel. Và hiện tại đây cũng là một phiên bản chỉ có duy nhất một bộ tại Việt Nam đến thời điểm này. Thì đây là bản tham chiếu. Đầu tiên tôi muốn nói đến Pre của Michi này. Qua những ngày được gần và làm quen qua lần trước thì hôm nay tôi mới thấy bộ này nó quá là tuyệt vời về tất cả các công năng cũng như là về chất âm. Hãng Hotel này là một hãng cũng đã có một thời gian rất dài làm về các sản phẩm của audio như Prebao này. Thì tôi thấy đây là bộ này là bộ số 1. Đầu tiên tôi muốn nói đến con Pre này. Con Pre này thì nó chơi theo định dạng thuần Canada, nó cho một chất âm rất là tự nhiên và hay, tức là âm thanh nó đưa con người gần gũi hơn đến tất cả những cái gì mà tự nhiên đem lại cho mình. Đó chính là cái định dạng chơi cao nhất của trong giới chơi audio. Con Pre này thì nó có thêm một cái phần nhạc số, và tôi muốn khai thác thì cái phần nhạc số này qua thông cáo của hãng lên tận 32 bit và chip giải mã là hiện tại chip là tốt nhất bây giờ, chip AKM. Thì tôi muốn khai thác sâu vấn đề đó thì tôi sẽ xin kết nối cùng với cả cốc tai. Đây là dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc, và đây là X50D, và hiện tại bây giờ là đang nổi đình nổi đám ở trong phần chơi này, đó chính là một con music server. Và tại sao tôi muốn kết hợp bộ đôi này là vì có nguyên do là tôi muốn dùng tất cả những sản phẩm tốt nhất đầu bảng của các hãng và có một sự liên kết với nhau để xem một màu âm nó ra như thế nào. Thì các bạn hãy chú ý và lắng nghe. Còn hiện tại tôi đang nói tiếp đến cái bộ Prebao này. Vâng, bộ Prebao này thì với so công suất danh định là lên tới 32 sò, và công suất thì là trở kháng là 500W cho trở kháng 8 ohm, 800W cho trở kháng 4 ohm. Thì hôm nay tôi lại muốn là hâm nóng chiếc bộ đôi sản phẩm này trong vòng tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi sẽ đưa vào để kết hợp cùng cặp loa Timtison của hãng Din Audio. Thì đây, các bạn nhìn thấy. Tôi thực sự là hôm nay khi test trong thời gian chạy đà và test thử thì tôi thấy rất là ấn tượng với bộ đôi này. Timtison này thì cũng là một dòng đầu bảng tham chiếu của hãng. Đây là trong những dòng như dòng Master, dòng Even, coi như là Timtison này thì là lại có một cái điều là hơi nhỏ hơn so với hai dòng kia một chút. Nhưng ngược lại thì chất lượng sản phẩm thì vẫn là được làm trong cái định dạng cao nhất, đó chính là gỗ hồng đào. Và sau đó là sẽ được phủ một lớp sơn đen piano 11 nước chống xước hoàn toàn. Và dòng này thì là bên hãng đã làm rất là chăm chút. Đây chính là 3 module. Con này 3 đường tiếng nhưng mà lại đánh cầu sinh là em lên hoàn toàn, là đây là các module mà tách rời nhau ra để khi người ta đánh là nó không bị rung chấn, nó không bị sai pha. Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời của cái dòng Din này. Nhưng mà dòng Din này tôi thấy người ta hơi chú trọng về phần trung trầm nhiều. Đọc qua những thông số thì thấy giải trầm thì xuống rất là sâu, xuống tận 28 Hz, nhưng mà giải cao thì chỉ được 27 kg thôi. Nếu mà so với các dòng loa khác thì tôi thấy là nó chỉ ở dạng mức trung bình. Nhưng ngược lại thì khi âm thanh đưa lại của dòng Din này cho người nghe thì lại thấy rất là dễ chịu, tự nhiên. Nên hôm nay tôi muốn kết hợp bộ đôi sản phẩm. Đầu tiên là dòng Prebao của Michi. Cái thứ hai là cặp loa Din Timtison này. Và hỗ trợ thêm dòng Music Server của cốc tai này đến từ Hàn Quốc. Thì chúng ta sẽ cảm nhận thế nào. Sau đây thì tôi sẽ xin được phép khui thùng công cốc tai này, sau đó sẽ đưa lên đồ lên để các bạn thử. Xin mời các bạn. Vâng, để phục vụ cho bộ đôi này thì bao giờ chúng tôi cũng phải có một dây USB, và hôm nay chúng tôi sẽ dùng một bộ dây USB đến từ hãng Fulltech. Thì các bạn nhìn này. Đấy, đây là hàng GT Pro. Thì tí nữa một chút nữa thôi tôi sẽ kết nối, nhưng mà đây là một trong những sợi dây hay nhất bây giờ và có chất lượng thì rất là tốt, đến từ đất nước Nhật Bản và nó là một hãng audio rất là nổi tiếng. Còn bây giờ tôi xin được giặt thùng.
Đấy, thì các bạn đưa thùng mới ra thì bao giờ cũng có một quyển catalog hướng dẫn, và trong này sẽ là một cái remote cùng với cả các đầu dây kết nối. Nhưng mà các đầu dây kết nối này thì nó chỉ mang tính là tham khảo và có thể kết nối được thôi, chứ chất lượng thì chắc là tôi không nghĩ là nó có thể tốt để các bạn có thể dùng được. Mà các bạn lên chơi những vì chơi đến đỉnh dạng này rồi, các bạn lên độ đồ thì hay hơn. Còn đây là phiếu bảo hành 1 năm chính hãng. Và đẹp quá, thật ấn tượng. Đầu tiên tôi muốn quay lại cái phần đằng sau này để chúng ta có một sự trải nghiệm. Vâng, mời các bạn nhìn. Với một bộ đôi ổ cứng này lên tới tận 12BT thì các bạn là biết là cái dung lượng nó sẽ lớn thế nào. Nếu mà gọi là tính theo các album thì nó lên tận 65.000 album thì không hiểu rồi. Đến bao giờ mình mới nghe được hết nếu như mỗi ngày nghe một bài. Và các cổng kết nối đây, đây là nút power, cổng lối vào đây. Còn đây là digital in. Đây là kết nối theo cổng coaxial. Rồi, đây là USB clock này. Rồi, đây là digital out. Và có in thì bao giờ cũng có out, thì bao giờ chơi cái gì nó cũng rất là thuận lợi. Và người ta đã khoanh tất cả các này vào trong các ô này thì nó đều có một cái danh định tương đối là sẽ giống nhau về mặt đằng sau như này. Còn đây là cổng anten, còn đây là cổng trigger. Còn đây là các cổng NAND và các cổng USB để mình có thể kết nối. Và cái điều quan trọng nhất là chính là hai ổ cứng này. Đó là một cái điều mà các bạn sẽ quan tâm nhiều, là dung lượng của ổ cứng là bao nhiêu và dùng như thế nào. Đó, thì bên này cũng vậy. Nên các bạn sẽ chơi theo định này thì nó sẽ rất là nhiều định dạng để cho các bạn kết nối được. Có thể các bạn nối theo định dạng DSD, rồi định dạng các định dạng cao nhất. Và cái quan trọng cuối cùng thì là bộ chip giải mã này. Nó là bộ chip giải mã 2 nhân và nó có một dung lượng lên đến 1GB. Thì là cái RAM giải mã đấy thì nó sẽ rất là mượt mà khi chúng ta điều khiển và chúng ta connect lệnh mấy sản phẩm. Đó là mặt đằng sau. Còn hôm nào tôi sẽ làm một chương trình sâu hơn nữa về sản phẩm này thì tôi sẽ nói. Còn hôm nay thì để bộ ba cái tối thì tôi sẽ xin giới thiệu về mặt đằng trước này. Đó, các bạn đến đây thì các bạn thấy thế nào? Quá hợp lý. Một màu đen như thế này. Và đây là một màn hình LED và màn hình LCD tương đối là lớn so với các định dạng khác. Và đầu này rất hay là nó có thể chơi được cả CD và zip được cả đĩa. Nếu các bạn có những cái đĩa hay mà các bạn chưa có điều kiện mua được thì các bạn có thể là mượn về và chúng ta vừa chơi vừa nghe và chúng ta vừa zip đĩa lưu lại của ổ cứng này. Đó là một điều rất thuận lợi cho các bạn khi chơi những cái công nghệ như thế này. Với cả cái giá thành của một âm cốc tai như này, cái Music Server này, nó không phải là quá là đắt. Nên tôi nghĩ nếu mà các bạn mua một đầu CD tốt thì có khi nó còn nhiều giá trị hơn. Nhưng mà theo quan điểm của tôi, chơi như thế này thì nó vừa có nhiều công năng được sử dụng và lại vẫn giữ được cái độ hay của âm thanh. Và một cái điều quan trọng hơn là mình được trải nghiệm. Còn với màn hình LCD này thì tôi nghĩ là một chút nữa thôi thì các bạn sẽ ngạc nhiên vì cái đẹp của nó. Còn bây giờ thì đến thời gian để cách nhạc và thử nhạc, tôi sẽ mời các bạn cùng nghe nhạc. Xin mời các bạn. Hằng ôm ấp trong tim.
không là không. Khi tình thiếu hương nồng, mấy ai vui chờ mong. Người thì ở đầu non, nhìn xuân qua mỏi mòn, hỏi ai sao chẳng buồn. Đâu không chung lối, nhớ phút tư lý em quay mặt bước đi, đôi đường cách biệt rồi còn thương tiếc làm chi. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road, with Mary and I on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, the message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Juan had his Juanita and a baby boy they named Miguel. On the other side of the line it's heaven, on this side it's a living hell. So you do what it takes, pick up stakes and try to escape the drought. But when you get to the border, the INS, they got the welcome wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Nhưng mà qua một hệ thống vụ dàn tương đối lớn như thế này
thì tôi nghĩ là chất âm nó được tái tạo rất là tuyệt vời, độ trầm dày sâu và âm thanh cái quan trọng nhất là cái giải âm chung nó rất là tự nhiên. Với một cấu trúc đánh như thế này thì tôi nghĩ đây là một hệ thống rất là hoàn hảo. Cái con Music Server này nó có kèm một cái hệ thống mình có thể chơi được cả phần CD cũng như là phần Music Server này. Thì đấy, định dạng đầu vào thì rất là đa dạng, nhận được rộng. Bây giờ mình chỉ cần lấy bộ giải mã của con Michi này thì tôi thấy đã hoàn quá là hoàn hảo rồi. Vâng, thế nào đâu chúng tôi điểm đến của người yêu nhạc sẽ còn nhiều YouTube hay nữa để gửi đến các bạn, và các bạn hãy nhớ mà thế nào đâu chúng tôi sẽ có nhiều cái sự trải nghiệm mà các bạn có thể gửi những gọi điện đến cho bên tư vấn để người ta có thể setup theo những bộ dàn các bạn mong muốn. Chúng tôi xin chào, hẹn gặp lại vào các YouTube sau.